Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thái Vi TV. Hiện tại mình đang có mặt tại xã Trường Hạc, bản Bó Kiến. Hiện tại đang có anh bạn trưởng bản, Huy trưởng bản đây. Nay anh bạn là rủ lên thăm nhà một anh bạn trên đó. Thì chúng ta sẽ lên đó tìm hiểu xem về cái nếp sống, văn hóa, đời sống cũng như ẩm thực của bà con đồng bào dân tộc Mông trên này. Đồng bào dân tộc Hơ Mông, chính xác là Hơ Mông chứ không phải Mông. Nhà anh bạn ấy tên là gì nhỉ ông bạn? Dế Xia. Đấy. Thì mình cũng là lần đầu tiên lên tiếp xúc với bà con dân bản dân tộc Hơ Mông. Thì cũng rất là lạ lùng về cái những nét văn hóa cũng như là cái đời sống của họ. Hiện tại thì cũng rất là đang háo hức. Đấy, đang đợi cùng ông bạn thì mình đi. Nào, đi thôi. Let's go. Đường đi leo toàn dốc cao các bạn ạ, treo leo. Đồng bào dân tộc Hơ Mông thì đặc điểm chung của họ là họ sống trên những cái dẻo núi cao, rất là cao, nên là hành trình từ dưới mà đi lên thì cũng phải nói là sức người đúng vừa hơi tai và sức ngựa và vã mồ hôi. Và với con ngựa sắt này thì đi cũng nói chung là leo những cái dốc này cũng ì ạch lắm rồi. Bao nhiêu nhưng mà đã bắt đầu có cái dấu hiệu tai, đã có dấu hiệu ù. Đây là đỉnh rồi đấy. Vành gọi. Những nếp nhà của đồng bào dân tộc Hơ Mông thì họ làm sát đất chứ không làm dạng nhà sàn, nhà gỗ, nhưng mà đèn làm đèn đất. Đây là những cái làn, cái chòi họ chứa thô. Nó bị đẹp anh. Đẹp gì lắm. Đây là những cái bếp nhà của đồng bào dân tộc Hơ Mông. Trước cửa nhà cũng có một cây hoa gạo to, có nuôi mấy con chim câu. Đây là mình muốn đến tìm hiểu cái nét văn hóa cũng như nét ẩm thực cuộc sống gia đình mình. Ok. Giới thiệu các bạn, đây là nếp nhà của chỗ anh bạn Dế, bạn tên là Xia. Trước cửa nhà cũng có một cây hoa gạo nhưng mà chưa ra hoa, mới đang giai đoạn rụng lá. Và cây này chắc là cây mặt. Kiến trúc xây trên nền đất, không quên nhầm, dựng trên nền đất và xung quanh được quay bằng gỗ, hoàn toàn gỗ, và trên lập bằng mái bô xi măng.
Hiện tại những hộ gia đình ở trên đây thì mới gọi là chỉ có điện thắp sáng thôi. Gia đình có một cái máy xay ngô này, chắc vừa sát ngô vừa sát gạo à? Đây là cái nếp nhà của đồng bào dân tộc Mông, nhà chú em Dế. Điều đặc biệt của đồng bào dân tộc Hơ Mông đây thì họ cũng đun bếp ở trong nhà. Đấy, thì thành ra trong nhà là cũng có chút củ ống. Này thì không bao giờ sợ mối nhỏ. Anh nghĩ là ăn được không chứ? À, anh ăn được không? Được. Đây là cái món nước lá tỏ. Không biết là nấu từ nguyên vật liệu gì. Mình thử thưởng thức hương vị xem nào. Mùi thì không có mùi gì, nhưng mà thử vị xem nào. Vị cũng chỉ hơi gọi là thảo thảo ngọt, khả năng là họ nấu từ một cái cây lá gì đó hay loại mía nhỉ. Thử xem trong siêu cái gì nào. Để trong này thì không có mấy cái cọng lá thôi, không biết thằng đâu là cái gì, tí tôi hỏi cho em xem. À, một điều đặc biệt nữa là trong gia đình còn có một cái máy khâu. Máy khâu này chắc là nhãn hiệu con bướm à. Bất tử lai đúng không? Máy khâu con bướm. Chị em người Hơ Mông là rất là chăm chỉ, cần cù chịu khó tự may vá, may vá thêu thùa đồ trong nhà. Một điểm đặc biệt nữa trong cái ngôi nhà của người Hơ Mông đó là ở giữa nhà, mình không hiểu là đây là họ có cái phong tục gì mà ở giữa nhà
núp nhỏ. Thường ngày thì em nhà em nấu cơm hay là vợ nấu cơm? Em nấu được, vợ nấu được. Vợ nấu được, ai nấu được? Chứ không phải nhất định phải là vợ nấu cơm à? Ai nấu cũng được. Ai nấu? Tưởng là bắt buộc vợ nấu. Ai về trước người đi nấu. Thế này là vợ với ông bà là đi làm gì? Đỏ đỏ này là nhà em trồng ăn nấu từ lá cây gì? Cái cây đấy có dễ hái? À, nó là thân cây củi à? Cái hạt này để làm gì? Cây này để làm gì? Không biết thì hạt kia, hạt kia nó khả năng là to hơn. Ngô này mình để làm giống à hay là chưa ăn? À, như bắp già mình gieo đây để mình làm giống.